Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phạm. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về Amoxicillin. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về amoxicillin cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần Ampicillin Dạng bào chế Viên nén bao phim Công dụng Các loại nhiễm khuẩn do các chủng nhạy cảm với ampicillin như Nhiễm khuẩn đường hô hấp, dẫn mật, tiêu hóa, tiết niệu sinh dục Bệnh ngoài da, viêm xương tủy viêm màng não, viêm màng trong tim, chống chỉ định, mẫn cảm với các penicillin, cephalosporin. Bệnh nhân bị tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm khuẩn. Cách dùng: dùng đường uống, uống cách xa bữa ăn, trước bữa ăn 30 phút hoặc sau bữa ăn 2 giờ. Liều dùng: người lớn uống 0,5 đến 1 gam mỗi lần, ngày 2 đến 3 lần. Trẻ em. Uống 250 đến 500 mg một lần, ngày 2 đến 3 lần. Lưu ý đặc biệt và thận trọng khi sử dụng thuốc. Bệnh nhân suy thận cần điều chỉnh liều. Định kỳ kiểm tra chức năng gan, thận trong quá trình điều trị dài ngày. Khi có biểu hiện dị ứng phải ngưng điều trị với amoxicillin và áp dụng các trị liệu thay thế thích hợp. Trong quá trình sử dụng liều cao amoxicillin, phải duy trì thỏa đáng lượng nước thu nhận vào và đào thải ra ngoài theo đường tiểu để giảm thiểu khả năng tinh thể niệu amoxicillin. Tác dụng phụ của thuốc Thường gặp, ngoại ban, thường xuất hiện chậm, sau 7 ngày điều trị. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng phụ không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. Không sử dụng cho phụ nữ có thai và đang cho con bú, theo chỉ định bác sĩ. Thận trọng khi sử dụng thuốc khi lái xe và vận hành máy móc nhà sản xuất Mekofa. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Amoxicillin, đồng thời biết cách sử dụng Amoxicillin sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham